Hóa ra Bắc Kinh thực sự là bạn gái của Dâu Trắng. Tập 196 đã tiết lộ lý do Roger và Rook đến thung lũng các vị thần. Hóa ra chính Ginny là người cung cấp thông tin với nhiều hải tặc về việc người Thiên Long ở thung lũng các vị thần. Cô là người rất giỏi sử dụng xin truyền tin và còn là một tên trộm bậc thầy. Tin tức này cũng được công biết được từ bộ chỉ huy hải quân, nên ông đã điều Garp, người đang đi nghỉ, đến thung lũng các vị thần. Bởi vì Garp đã biết Roger cũng sẽ đến thung lũng của các vị thần để bắt đầu hoạt động, nên ông đã quyết định đi đến đây. Trong khi đó, hình ảnh của bốn hiệp sĩ thành đã bắt đầu được lộ diện. Người đầu tiên là một cô nàng gợi cảm. Người thứ hai là một cô gái có chiếc mũ che mắt. Người thứ ba là một vị vua. Người thứ tư là một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc. Ngay sau khi gấu Kuma ăn trái ác quỷ, Thánh Satan đột nhiên xuất hiện với các tia chớp và ngọn lửa đen trên người. Ông muốn làm thịt gấu Kuma. Lúc này, cuộc trò chuyện giữa Roger và Rook bắt đầu. Roger bảo Rook dừng lại, nhưng Rook không nghe và yêu cầu Roger đừng ngăn cản anh ta. Bạn có thể thấy Kaido thời trẻ cũng giống như bây giờ, chỉ là không có râu. Big Mom hồi trẻ trông cũng rất xinh đẹp. Ngũ Phong thì trông như một người khổng lồ. Lúc này, Roger chưa có chiếc mũi quá khổ. Bắc Kinh giống như là bản sao của Sở Tút Si vậy. Điều đáng nói là lúc này cô ấy đang ngồi ở trên vai của Dâu Trắng. Có vẻ như cô ấy thực sự là bạn gái của Dâu Trắng.